Chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đánh của hai bạn phe tiên, đó là Thiên và em gái của anh các bạn nhé. Thì đây là một trận đánh với tỷ số là 2-1 nghiêng về em bé của anh, và chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Đầu tiên là mình sẽ check cái lực chiến của hai bạn. Đầu tiên là của bạn Thiên. Thì Thiên có lực chiến là 75 triệu. Đội hình của Thiên sẽ gồm Dương Tiễn và main chính là Cự Thần Linh, có KV hỗ trợ như Hàng Nga, Nguyệt Lão, Thiên Đế để bốc choáng chẳng hạn. Thì hiện tại là đang giai đoạn khá là đột phá level 80, Dương Tiễn cộng 13 nha các bác. Thì hầu như là ở giai đoạn cộng 13 thì các main chính đỏ bắt đầu nó bộc phát ra cái hiệu lực sức mạnh, là những cái con mà main như Cự Thần Linh không thể sánh bằng được. Thì chúng ta sẽ xem sự đột phá đợt này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xem là em bé của anh. Em bé của anh thì cũng là 72 triệu lực chiến. Đấy, chúng ta cùng xem nhé. Em bé của anh 72 triệu lực chiến và main là Dương Tiễn. Đấy, thì có ở quyên đập chính là Dương Tiễn, có Hàng Nga. Main của bạn ấy là một con bình thường thôi. Con này là con gì? Còn một con hồi máu thôi, không có gì đặc biệt. Đấy, con hồi máu này thì mình thấy nó cũng bình thường, không có gì đặc biệt đâu. Tiếp theo nữa là bạn này cho Nguyên Quân vào. Đấy, cho Nguyệt Lão. Bạn này thì chơi một đỏ. Còn Thiên thì chơi hai đỏ kèm với Cự Thần Linh. Đấy, chúng ta sẽ cùng xem trận đánh nhé. Mình thấy trận đánh này khá là hay. Chúng ta sẽ xem cái bản ghi hình trận đầu tiên. Thiên ở bên tay trái màn hình của các bạn nhé. Mình sẽ bật cái tiếng đi cho các bạn trải nghiệm. Các bạn đợi xíu, mình sẽ bật cái tiếng cho các bạn trải nghiệm. Mình quên. Đây, để cho các bạn trải nghiệm cho nó dễ. Đây, chúng ta sẽ vào trận đánh của Thiên. Thiên là Cửu Thiên Kim Tiên, còn em bé của em là Đại La Kim Tiên. Thì có vẻ em bé cả anh biết là ép lực chiến đấy. Cự Thần Linh bổ trúng nha các bạn. Kẻ phạm thiên uy, bao xa cũng diệt. Dương Tiễn đã bị Đó lưu là đày nha các bạn, và bị chết bởi cái đam thừa mẫu nghi thiên hạ. của bộ kỳ vật. Hoàn hoàn thiên uy. Một cái chết khá là buồn. Đấy, thì với Chân những cái thân trận bất đánh như thế nhập. này thì main chết thì không còn gì nữa đâu. Như mình đã nói Như ở cái thiên video giáng meta ban, rồi, yêu tà các chủ bạn nếu có chưa chỗ xem để có ẩn thể nấp. xem cái video meta 100 triệu đến 1 tỷ nhé. Meta nó sẽ có Lưu một duy meta đại mới. đỉnh. Thì như thế này chúng ta có thể biết là trận thắng Nguyên sẽ đại thuộc nhân. về Chung một người. Thiên rồi. Nguyên tổ chi phượng, phù hộ chúng sinh. Bích không quỳnh nguyệt. Mình không ăn thua rồi các bạn, mình sẽ bỏ qua nhé, còn chút nữa. Thì chúng ta sẽ xem trận đánh thứ hai. Trận đánh thứ hai là Thiên đánh với em gái của anh. Thì Thiên bây giờ là cho Dương Tiễn hàng số 1. Em bé của anh thì vẫn không Đạo thay nghĩa đổi. thiên hạ. Em bé của anh là người ra kỹ năng trước các bạn. Chết luôn các bạn nhé. Ta chưa bao giờ nhớ tên bại tướng dưới tay Đấy. ta. Em bé của Đi. anh rất là mạnh nếu mà Hoàn được ra toàn kỹ đi năng hiển trước. uy. Coi như Một là em chút bé là của anh người thắng đứng rồi đầu đấy các thiên bạn. nữ thiên cung. Tuyệt Vẫn còn đối không 12 cho nộ. Thiên Lâm Ôi tộc trời, con thiên hầu nó búp một quả giáp kìa các mẫu bạn. nghi thiên hạ. Bá cháy. Đã thế con hồi máu nữa. Cần chỉ biết dùng nữ. Má cái Hãy ông lợi em dụng bé cái của ông anh tiên này trước. chơi. Chơi cái đội hình rất Lưu là duyên tiện đỉnh. hơi dị một tí các bạn. Dưới thiên nhãn của ta, Nghĩa là yêu bạn tà này sẽ không chơi có chỗ để ẩn dị thì nấp. cũng hẳn dị, nhưng bạn này cũng mình nghĩ cũng biết chơi. Thiên hậu là Thân tanh. hữu. Dương Tiễn thì của bạn ấy thì sẽ là một con tướng To gan. siêu đam luôn, bạn ấy sẽ dồn đam vào Dương Tiễn rất là nhiều. Lợi nhẫn. Duyên khởi. Thiên hậu trâu các bạn. Duyên tận.
Mình xem một lần ra kỹ năng tiếp theo của Dương Tiễn có giết được Thiên Hậu không. Đây. Duyên tại trời. Sự tại kẻ phẩm thiên uy. Ôi chết luôn các bạn ơi. Về châu luôn. Đấy, chúng ta sẽ đến với trận đánh thứ 3 nhé. Trận đánh thứ 2 thì em bé của anh đã người thắng. Vậy trận đánh thứ 3 thì sao? Thiên em bé của anh đã cho Dương Tiễn sang hàng thứ 2. Vị trí thứ 2 luôn. Đấy, đây là truy kích của Tiểu Bạch Long phản lại diệt Dương Tiễn bên kia luôn. Vậy là cử thần linh bên kia đang bóp tim các bạn. Một cú bóp tim rất là đau. Đấy, chết cử thần linh luôn. Chết là vì Dương Tiễn ra kỹ năng nha các bạn. Quả đầu tiên mà Dương Tiễn bên kia chết là do Dương Tiễn bên này phản lại cái kỹ năng của Tiểu Bạch Long ấy. Quy Long gì đấy. Vậy thì trận đánh này chắc không còn gì nữa đâu. Thiên thì cũng có xếp Thiên Hậu vào giữa. Không biết xếp vào giữa để làm gì. Nói chung là trận đánh này xin chúc mừng là em bé của anh đã thắng. Thì mặc định là em bé của Thăng sẽ thắng. Bởi vì sao? Tuy rằng ít lực chiến, chúng ta sẽ phân tích câu chuyện. Tại sao em bé của anh lại thắng? Bạn Thiên này hầu như là bi sai. Bạn này đang là bi hai đam. Đấy, bi tận hai đam nha các bạn. Đây là 700k tấn công này. Đây là 1 triệu mốt này. 1 triệu tấn công. Thì ván đầu tiên bạn ấy thắng ấy là nhờ cái này. Nhờ cái lưu đài. Thì cái lưu đài này nó chỉ có 48% là mục tiêu chính bị lưu đài. Ván đầu tiên là do Dương Tiễn bị lưu đày, đâm Thiên mới có cửa thắng. Ván thứ 3 Thiên được đánh trước cũng không thể thắng được. Ván thứ 2 thì em bé của anh đánh trước nên cái Lia thắng. Thì chúng ta sẽ xem nha, Dương Tiễn của một nick 76 triệu. Lực chiến là có lượt tấn công là 1 triệu. Thì với lượt đam này thì đủ giết người rồi. Đủ giết một Dương Tiễn là đủ giết Dương Tiễn của em bé của anh. Chênh 5 triệu nhé. Đủ giết một Dương Tiễn. 12 triệu máu. Vậy là Dương Tiễn này mọi người có thể thấy rất chất lượng. 1 triệu 3 đam. Và 13 triệu máu. Các bạn. Mà Dương Tiễn bên kia mà lực chiến thấp hơn nhé. Vậy thì nick này là nick đang bui khá là chuẩn. Nghĩa là đã đúng cái meta là dồn vào một tướng. Còn bên Thiên này đang là nhìn Thiên lên cửu tiên, cửu thiên kim tiên là mình thấy hơi cấn cấn đây. Đấy. Thiên thì ở hạng đấu trường 28. Còn em bé của anh hạng đấu trường bao nhiêu? 33. Em bé của anh ít có vẻ ít leo nhỉ. Em bé của anh mình thấy đam rất là to nhé. Lấy 13 triệu. Ở 1 triệu 3. Mà trong cái đó đây bên này chỉ có 1 triệu thôi thì chả thua. Đây 1 triệu. Nếu mà bạn em bé của anh mà để Dương Tiễn hàng đầu thì bạn Thiên mà để Dương Tiễn hàng đầu thì có vẻ ngon hơn tí nha. Chúng ta sẽ xem lại cái trận đầu thứ nhất tí. Các bạn có thể thấy được là trận thứ nhất đây, đấy, đánh thường một cái bị lưu đày luôn, các bạn thấy chưa? Đấy, rồi Dương Tiễn bên kia ra tha kỹ năng. Đấy, ra trúng xong một cái là thừa bao nhiêu đam mà chuyển về Dương Tiễn bên của em gái của anh. Đấy, đây là một trận đánh khá là hay. Thì mình sẽ cho các bạn xem tiếp nữa là một cái con Dương Tiễn mạnh nhất của server này. Đó là của Mew Bánh Bèo. Mew Bánh Bèo thì lực chiến nó quá trình rồi, không nói làm gì nữa rồi. Một con Dương Tiễn mắc pink 2 triệu đam.
và 18 triệu máu. Thì mình sẽ cho các bạn xem là với 18 triệu máu thì cần phải bao nhiêu đam tấn công mới đục được. Ví dụ như Dương Tiễn này là 1 triệu 3, 18 triệu máu thì nó không đủ. 1 triệu 3 đam không đủ để đục được 18 triệu máu. Ngoài những cái chỉ số như giảm sát thương kia mình không tính nhé. Mình tính sẽ góc góc nhìn khác hơn. Đây, thì em bé của anh trận này được đánh trước thì phải. Và được đục. Phẩm thiên uy, Không, bên kia phong đục sơn trước các diệt. bạn. Đục mà Mộng nhi thiên hạ. đam thừa giết trong một thằng Ngự còn thiên thừa sứ. nữa là giết được hai thằng. Cái đam thừa của kỳ Trường vật đấy các hồng bạn. bán nhật. Ghê gớm. Thắng toàn diện. Mình xem trận 2. Bởi vì mỗi người sẽ được đánh một lần, đánh đầu một lần. Đây, em bé của anh trận này sẽ được đánh đầu. Thì Ta chúng ta chưa bao xem là giờ bạn nhớ này từng dồn bài đam chữ vào dưới đâu. tay to. Đấy, chiến thắng Đạo Nga. khí thiên hạ, Dương không Tiễn còn cần nửa thiết. máu các bạn. Đấy, truy kích. Kẻ phạm thiên uy, bao sao tự Khá là nhiên. ghê các bạn. Thì chúng ta cũng có thể nhận định là với 1 triệu 3 máu thì với 1 triệu 3 đam thì nó lát hết được khoảng tầm 13 triệu máu, cho các bạn dễ hình dung được nó cỡ tầm tầm đó, chứ lên hơn nữa thì nó hơi bị cấn. Còn những yếu tố như giảm sát thương, rồi sát thương PPP hay là sát thương phe thì cái đó mình không tính vào nha. Thì để cho các bạn có cái góc nhìn để lên cái tấn công cho nó hợp. Thì một trận đánh tiên như thế này mình thấy khá là hay ấy. Thì các bạn tiên có thể sau này chơi có thể tham khảo. Bạn này mà có cái vũ khí đỏ nữa thì ngon. Tiên này thì cũng hơi nhà nghèo tí. Tiên này cũng thế, toàn là cửu châu. Các bạn này thì có điều kiện mà đầu tư thêm cái đồ đỏ nữa thì ngon. Quá ghê gớm các bạn. Du Long Quy Hải. Bạn này mà lên 100% thì ngon. Thì video của mình đến đây chắc cũng kết thúc, để cho các bạn xem được một cái phép tiên nó đánh hay như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Xin chào.